Ra chơi mấy em cho nó cười đi. Niên Kiệt. Đấy em tự nhiên đừng động nó. Đâu này thùng đâu. Nó chạy là còn gì nữa. Vẫn lại ra chỉ là gì? Chiếu chút tiền chậm chậm mà thôi. Chú còn nhảy luôn bố. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi hỏi ý của sư phụ. Đi thôi. Kệ em thì em làm. Thận ngã bây giờ. Đưa em kìa. Rồi.